Hoài Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV. Quý vị đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho biết Lào Cai vừa bắt hai vụ vận chuyển 55 bánh heroin. Khoảng 6 giờ rưỡi tối ngày 18 tháng 9, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình làm nhiệm vụ đoạn qua địa phận thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện hai đối tượng Giàng A Chớ sinh năm 90 và Giàng A Trống sinh năm 94 đều trú tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 15 bánh heroin và một số tài liệu khác liên quan. Bước đầu tại cơ quan cảnh sát, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Sơn La sang Lào Cai để tiêu thụ. Để qua mắt lực lượng chức năng, bọn chúng cất giấu heroin vào trong phần vỏ lốp phía trước, dưới gầm xe, hai bên sườn và hai bên cánh yếm phía trước. Cơ quan cảnh sát của Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Hà Nội đã bắt giữ được hung thủ bắn chết người ở quán karaoke. Liên quan đến vụ bắn chết người xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 8 tại quán karaoke Đại Thế Giới ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng gây án là Phan Văn Mạnh, 23 tuổi, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Sau hơn 20 ngày đối tượng lẩn trốn tại Hà Giang. Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên vào đêm ngày 24 tháng 8, Nguyễn Văn Linh, 35 tuổi, trú tại Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, cùng đồng bọn đến gặp Nguyễn Đức Trung, 33 tuổi, trú tại Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, là chủ quán karaoke Đại Thế Giới. Giữa hai bên đã xảy ra xô xát khiến cho nhóm của Linh phải bỏ chạy. Rạng sáng ngày 25 tháng 8, nhóm của Nguyễn Văn Linh quay trở lại quán karaoke tìm Trung và mang theo vũ khí. Phan Văn Mạnh được Trung giao trông coi quán karaoke, thấy nhóm của Linh liền lấy súng bắn 3 phát và cùng một số đối tượng ném vỏ chai bia về đối phương. Hậu quả là khiến cho một người tử vong. Cháy lớn tại công ty nhựa Tiền Phong ở Hải Phòng. Khoảng 7 giờ tối, tại công ty nhựa Tiền Phong, quận Dương Kinh, Hải Phòng xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy xuất phát từ công ty nhựa Tiền Phong ở đường Mạc Đăng Doanh, khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Ngọn lửa phát ra từ một phân xưởng của công ty này rồi nhanh chóng bùng lên. Đến khoảng 9 giờ tối, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn rất may không có thiệt hại về người. Một công nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hàng hóa tại kho bãi cho biết, khi anh đang làm việc ở nhà máy thì nhận được tin cháy. Mùi khét của nhựa và ngọn khói bốc lên từ kho vật liệu khiến mọi người có phần hoảng loạn. Tuy nhiên, rất nhanh anh em công nhân đã sử dụng xe nâng hàng để cứu ống nhựa đồng thời hạn chế vật liệu cháy. Phương án chữa cháy tại chỗ cũng được công nhân nhà máy nhanh chóng triển khai. Thưa quý vị, xe chở gạch lật nhau khi tông hai xe. Theo thông tin ban đầu vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 19 tháng 9, một xe tải chở gạch lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về thành phố Sài Gòn. Khi đến khu vực phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, thì bất ngờ mất lái tông mạnh vào đuôi của xe tải đi cùng chiều phía trước, khiến cho xe tải này lật ngang đường. Chưa dừng lại, xe tải điên chở gạch còn tiếp tục lao về phía trước, tông mạnh vào một xe ba gác trên đường khiến cho xe này văng vào mảnh đất trống ven đường rồi đổ ngang. Sau đó, xe tải chở gạch cũng tông vào trụ sắt rồi lật xuống đường. Vụ tai nạn khiến cho cả ba tài xế bị thương, riêng tài xế xe ba gác đã bị thương rất nặng. Ghi nhận tại hiện trường, cả ba xe bị lật nằm chắn ngang đường. Toàn bộ gạch trên xe tải điên rơi tràn xuống mặt đường, khiến cho giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Lật xe bồn chở dung môi ở Thừa Thiên Huế. Chiếc xe bồn chở 46.000 lít dung môi đang lưu thông trên quốc lộ 1 khi đến địa phận thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị lật. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 19 tháng 9, tại đường tránh thành phố Huế thuộc phường Hương Xuân, chiếc xe bồn do anh Vũ Ánh Bình Minh điều khiển chạy theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường kể trên thì xe bị lật, bên trong có chở 46.000 lít dung môi Somix đang rò rỉ ra bên ngoài. Ghi nhận tại hiện trường, cảnh sát Thừa Thiên Huế đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 30 người đến hiện trường triển khai phun bọt hòa không khí khô và làm mát trong quá trình cẩu. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát Thừa Thiên Huế vẫn đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường và tiếp tục xử lý sự cố, tiến hành sang chiếc dung môi Somix từ xe bồn bị lật sang một xe bồn khác. Hiện nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đâm bạn nhậu tử vong phải trả giá 9 năm tù. Thưa quý vị, theo cáo trạng, vào khoảng 5 giờ rưỡi ngày 29 tháng 4, Ngọc và anh Hoàng Quang Đi cùng với một người bạn đến nhà anh Nguyễn Thượng uống rượu.
Trong khi nhậu, Andy đã nhắc lại việc bị chị Nguyễn Thị Liên, vợ của Ngọc, chửi bởi thường xuyên rủ Ngọc đi nhậu. Chỉ có vậy, hai bên lại to tiếng cãi nhau. Đến khoảng 6 giờ rưỡi cùng ngày, Andy đi về phía trước nhà và lấy một con dao rựa đi sang nhà Ngọc. Đến nơi, Andy chửi rồi đánh chị Liên. Lúc này, chị Liên đã gọi điện cho Ngọc về nhà. Nghe vậy, Ngọc tức tối chạy xe về nhà thì thấy Andy cầm dao rựa từ trong nhà mình đi ra. Andy cầm dao rựa chém nhưng Ngọc kịp thời kéo cánh cửa để đỡ. Sau đó, bị cáo chạy xuống nhà bếp lấy một con dao Thái Lan để chống cự lại. Lúc này, Ngọc đã đâm đi một nhát trúng bụng. Bị đâm, Andy chạy ra ngoài đường được khoảng 40 mét thì gục xuống và tử vong. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mức án là 9 năm tù giam về tội giết người. Một người gục chết trên xe máy bên đường. Chiều 18 tháng 9, người dân đang lưu thông trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Trần Khánh Dư thuộc phường 2, quận Phú Nhuận, thì thấy người đàn ông ngồi bất động gục trên xe máy nên đến kiểm tra. Lúc này mọi người tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân khoảng 60 tuổi, mặc quần đùi, áo khoác màu xanh, đi xe máy hiệu Dream. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Người dân khu vực cho biết trước đó khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, mọi người có thấy nạn nhân đến khu vực này nằm trên bãi cỏ, đến đầu giờ chiều thì phát hiện gục chết trên xe máy. Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông mất tích khi tắm biển. Thưa quý vị, đến 3 giờ chiều ngày 18 tháng 9, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tích cực tìm kiếm ông Trịnh Văn Kiệt, giám đốc ban quản lý cảng cá Quảng Ngãi, nghi là bị đuối nước tại bãi biển xã Đức Minh, huyện Mộ Đức vào sáng cùng ngày. Người đàn ông mất tích tại xã biển Minh Tân Nam, xã Đức Minh, Mộ Đức, được xác định là ông Trịnh Văn Kiệt, giám đốc ban quản lý cảng cá của Quảng Ngãi. Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 18 tháng 9, người dân tại bãi biển Minh Tân Nam cho thấy ông Kiệt để xe máy và quần áo trên bờ rồi xuống tắm biển nhưng không thấy lên. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người dân vội hô hoán và báo cho công an xã Đức Minh cùng lực lượng chức năng hỗ trợ. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 3 giờ chiều ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Kiệt. Tạm giữ 3 người thân che giấu cho tử tù Nguyễn Văn Tình. Sáng ngày 18 tháng 9, một lãnh đạo công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho hay, cơ quan điều tra đã bàn giao 3 người có liên quan đến quá trình chạy trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình cho Công an Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi che giấu và tiếp tay cho Tình bỏ trốn. Những người này được xác định là Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba. Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, 3 người này đều là họ hàng của Tình. Như đã đưa tin, 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình được phát hiện bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 thuộc Bộ Công an, địa chỉ ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vào rạng sáng ngày 11 tháng 9. Truy tố ông lão 77 tuổi do mua trẻ em ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa quý vị, sau thời gian dài điều tra, lực lượng chức năng xác định ông lão 77 tuổi có hành vi giao mua với nhiều trẻ em, trong đó có 2 trường hợp có đầy đủ chứng cứ. Vào ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, về tội giao mua đối với trẻ em. Theo kết luận điều tra, vào cuối tháng 5 năm 2014, thấy hai cháu gái con hàng xóm đứng bên cửa sổ nói chuyện, ông Thủy đã đến gần dùng tay xâm hại vào bộ phận nhạy cảm của bé gái 12 tuổi. Trước đó một tháng, tại cầu trượt trong khuôn viên chung cư, thấy bé gái 6 tuổi đứng chơi một mình, ông lại gần bắt chuyện và có hành vi xâm hại. Vụ việc được người thân của bé phát hiện và đánh ông Thủy, đồng thời báo bảo vệ chung cư. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.